30 triệu mà có RTX 4060 i9 đi kèm với màn hình full 2K, anh em nghe thấy có dạo rồi không? Và hôm nay chuyên mục đọc báo nước ngoài cùng No1, mình sẽ đem đến cho anh em con Asus Tiên Xuân 5 Pro 2024 về Việt Nam sẽ có cái tên là Asus TUF, cực ngon, giá lại rất tốt trong phân khúc anh em nhé. Đầu tiên, con máy này ở bên Trung Quốc sẽ có hai phiên bản. Bản màu xám có giá là 8.299 tệ và bản màu xanh có giá là 9.299 tệ. Quy đổi ra tiền Việt Nam thì sẽ tầm khoảng hơn 30 triệu một tí, mắc option anh em nhé. Và con laptop này nó sẽ sở hữu một spec mạnh và ngon nhất nhì ở thời điểm hiện tại. Chip i9 14900MX, xung nhịp tối đa lên tới 5.8GHz, đi cùng với một con GPU NVIDIA RTX 4060, 8GB RAM và ăn tới 130W điện. Và sức mạnh con CPU này và con GPU này cũng được kiểm chứng qua một số bài test như là Cinebench, thì điểm số đơn nhân và đa nhân của nó tuy vẫn thua một vài con máy được trang bị Intel i9 với điểm số trên 30.000 điểm, nhưng mà cái điểm số của con này như này vẫn được coi là một con số tốt. Còn với bài 3D Max thì sao? Em có thể đánh giá là cái sự ổn định của CPU và GPU trên cái biểu đồ mình có để ở trên đây nhá. Thì như cái điểm CPU này thì nó là một đường thẳng đuột, thẳng như giới tính của mình vậy đó, không có một biến động đáng kể nào cả, và cái GPU của nó chỉ drop một chút ở những cái điểm mà chuyển cảnh mà thôi. Nó lại được còn đi kèm với cả một cái màn hình được trang bị tần số quét cao, độ phân giải 2K và độ phủ màu của nó là 100% sRGB. Anh em có thể hình dung ra được là chỉ mới nghe qua được cái thông số kỹ thuật của con này thôi mà mình đã có thể tưởng tượng được cái việc là mình chơi game nó sướng, nó đã như thế nào rồi, đúng không anh em? Kể cả game eSports hay là kể cả game AAA anh em nhá. Ở đây thì anh em Pháp Sư Trung Hoa cũng đã test một vài con game luôn cho cẩn thận. Nó bao gồm là CS2, PUBG và Cyberpunk 2077. Test ở cả cấu hình thấp, cấu hình cao và bật và tắt DLSS. Thì như anh em thấy ở trên màn hình này, tất cả đều cho ra số FPS trung bình đều rất là tốt. Và cảm giác chơi game nó cũng rất là mượt mà và không có hiện tượng giật lag. Còn về khả năng render video thì sao? Với video dài hơn 5 phút, chất lượng 4K thì nó sẽ mất tầm khoảng là 3 phút 40 giây. Thêm một điểm tốt nữa của em này đó là cái khả năng tản nhiệt của nó cũng khá là ấn tượng. Với hai cái quạt tản nhiệt to ở phần trên ở khung máy thì nhiệt sẽ được thoát ra ở bên hai bên side và nó sẽ được thoát ra đằng sau. Điều đó có thể tạo điều kiện cho CPU và GPU của con này đạt nhiệt năng rất là tốt khi làm những cái tác vụ rất là nặng. Nó không chỉ ngon về cấu hình nhá, mà nó còn có một cái thiết kế rất là ấn tượng. Đầu tiên nói về bàn phím. Thì bàn phím của nó là bàn phím full size có LED RGB, đặc biệt là cái nút WASD thì nó được cách điệu và nó có thể tháo rời được. Còn cái bản lề của nó thì nó có thể mở được bằng một tay như anh em Trung Hoa test ở đây này. Và cuối cùng nói về cổng kết nối nhá. Cổng kết nối của nó thì đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng cho anh em luôn, đảm bảo kết nối truy xuất dữ liệu rất là tốt, như cổng USB-A, Type-C hỗ trợ xuất hình và cổng Thunderbolt 4. Phải nói là thử lứa cho anh em muốn cổng gì thì nó cung cấp cho anh em cái cổng đấy. Thì đấy là một vài cái thông tin mình đọc được từ báo nước ngoài ở cái số thứ hai lần này. Không biết là với cái hiệu năng như thế này và cấu hình như thế này thì khi nó được về Việt Nam với tầm giá là trên 30 triệu một chút thì có được chào đón nồng nhiệt không anh em nhỉ? Còn anh em thấy sao? Anh em có ấn tượng với con máy này hay không? Thì anh em hãy nhớ để lại bình luận ở dưới phần comment của video này anh em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.